này nó mới ra cách đây vài ngày thôi, thằng đã test rồi. Nói trước nha, bạn nào mà chịu thích ngôn lù á thì chơi, không thích thì đừng có chơi nha. Quan tồn mẹ quan tồn mình tưởng là quan tài. Chờ xíu nha.已知的都是荒唐情节，未知的剧本怎么续写？丢向的谎言，看见的只是虚伪假面，扮演的人设却被加冕。我问过几次，终究是误解，你却抱紧我不会忘昨天。哦哟喂！时光一言不发，少年一夜长大，我没有说话，任凭大雨落下，回忆披上了盔甲，离别一场戏，把心的伤感发芽，迷雾上远航，从此咫尺天涯，那场电影走进尾声。Ngôn lù mấy anh đẹp chơi game này thôi, game này nó mới ra cách đây vài ngày, tôi cũng mới biết luôn. Khi bạn chơi game bánh bèo thì đã có game bánh bèo đây, để tôi chơi khu nào. Z7 S7 server nhiều server lắm, cứ server 47 đi nha. À, còn nhiều server lắm nè.
Ui xôi. Nó mới ra thôi mà nó chạy đó. Bộ cờ hậu cao cơ khi hờ nì cơ châu tờ chuyện xa. Cái trung gió thiên trần yêu hư hay sư bia vũ sổ tờ. Chuyện xào tờ hay thay sân tờ rú thơ. Sì yêu thân chế trông quê bị mô phong tờ đá cơ. Chỉ huyền ngờ để sân biến lại phong tờ ai tờ. Yêu có sư mô đối vô bia thay tố cơ thơ. Không có gì, đợi cô ấy tỉnh lại thì lập tức gọi tôi. Game này được lòng tiếng gặp tiếng rồi anh em ạ. Mấy game này hầu hết rồi vậy mà được người Việt Nam lòng tiếng hết. Wow, mấy người là trong chương trình Star Idol người thật. Cho tôi xin chữ ký. Ồ, không phải. Làm phiền ghi tên người bệnh vào chỗ này. Cô là Tiểu Ngọc, trợ lý của chị ấy. Để tôi ký. Mới đầu vào đây thì sao chờ tôi ký. Chị mau tỉnh lại đi. Đều tại cái cô Tiêu Tiêu đó. Nếu không phải bị Tiêu Tiêu ghét bỏ, nó ảnh hưởng mọi người, chị cũng sẽ không tập luyện từ sáng đến nửa đêm canh ba. Ai lại ngờ được chị ấy đang tập luyện trên sân khấu lại đột nhiên ngã xuống ao nước bối cảnh chứ. Thường còn tiêu hao tinh lực để chiến đấu, khí thế càng mạnh. Tinh Hiểu Thần là ai? Chị không sao chứ? Đáng sợ quá, lúc chị được vớt lên, khuôn mặt trắng bệch như người chết vậy. Cảm ơn trời đất, cuối cùng thì chị cũng tỉnh rồi. Chị nói xem mình có ngốc không? Luyện tập thì cứ luyện tập đi, sao lại rơi xuống nước vậy? Bọn em ở bên chị suốt một đêm đó. Em là Tiểu Ngọc, trợ lý của chị. Em là bé Mập, chúng ta cùng tham gia Star Reduce. Sắp biểu diễn rồi. Tối hôm qua chị ngã vào ao nước bối cảnh, may mắn có người kịp thời phát hiện cứu chị. Nhưng chị là mất trí nhớ sao? Không phải mình mất trí nhớ đâu. Nhỏ nữ chính á, nó bị chết rồi. Có người, có đứa khác nhập vào. Giờ thành thành nhân chúng luôn.
làm em sợ muốn chết. Được rồi, chị mau đi vào nhà vệ sinh thay quần áo đi, rồi chúng ta sẽ trở về. Em đi làm thủ tục xuất viện trước nhé. Đồng hành là tăng cấp. Tăng cấp đồng hành cần ESP. Hãy theo em. ESP. Trong studio của chúng ta, cách mở một khoảng thời gian sẽ tự động tạo ra một tài nguyên. ESP dùng để tăng cấp đồng hành. Tinh lực dùng để chiến đấu ải cốt truyện. Vàng dùng để tài trợ party và hoạt động. Nhấp hoặc quẹt vào bong bóng tài nguyên là có thể nhận. Có phải rất tiện lợi không nè? Được chưa? Được rồi, chị vừa hồi phục sức khỏe, hãy nghỉ. Em này nó cho diamond nhiều lắm mọi người. Tha hồ muốn được. Cảm ơn trời đất. Lần này chị rơi xuống nước, đại nạn không à, cái gì nhỉ? À, anh có bút về sao? Điên mày, một chút tao chết hả mày? Wow, có sao băng kìa. Chị mau ước nguyện. Cô của em ơi, đừng dùng dằn nữa, chị mau tỉnh táo lại đi. Vậy chị không sao chứ? Chị mất chị đừng sợ, em lập tức gọi bác sĩ. Chị chờ một chút. Thank you.
sĩ công ty giải trí tinh huy. Thôi nha, cái gì thằng rảnh thằng làm video tiếp.